Bây giờ nếu mà được giới thiệu một người tham gia mùa sau thì chị Duyên sẽ giới thiệu anh. Và trước khi đi á, mình cũng đã muốn hỏi ý kiến của chị Minh Triệu, hỏi xem là xem bà có muốn đi thì không. Nhưng mà hiểu chị Triệu thì nói chung là Triệu bảo là trong cái chương trình đấy thì tất cả mọi cái là Triệu đều để làm hết được. Nhưng mà bản thân Triệu này là một cái người mà kiểu không có biết bơi ấy. Nên là đã biết bơi nhưng mà lại không biết lặn. Ví dụ như những cái mùa trước nó vẫn sẽ có những cái một số cái thử thách mà kiểu mình phải lặn ấy. Bản thân Triệu là lại là một cái người mà nó Triệu không thể thở được ở dưới nước. Nên là Triệu kiểu cũng khá là e dè về cái việc đấy. Nên là nếu mà thật sự là nếu mà trong cái mùa diễn ra thì nó lại không có cái thử thách như vậy. Thì Triệu chỉ bản thân Triệu cũng là một người rất là chịu lăn xả và cũng không có ngại gì cả. Nhưng mà có những cái nó thuộc về giống như là nó nguy hiểm đến bản thân của mình đúng không? Thì mình cũng không thể nào mà mình quá liều lĩnh được. Thì cái đấy thì nếu mà mùa sau mà không có cái thử thách kiểu như là lặn nước như vậy, thở dưới nước như vậy thì có thể là chị sẽ không có thể tham gia. Sau khi chương trình đóng máy thì chị Duyên có còn điều tiếc nuối gì mà mình chưa làm được trong chương trình không? Thật ra cái điều mà mình tiếc nhất đó, là mình thấy là 7 ngày trong sao nhập cũ thì nó thực sự là hơi ít. Và kiểu giống như là mọi người đang bắt đầu người quen với những cái chuyện ở trong đấy này. Rồi là bắt đầu khi mà mình đã bắt đầu mình thực sự mình quen rồi, mình đã bắt đầu mình có những cái tình cảm với những cái người đồng đội với nhau rất là khăng khít rồi thì tự nhiên hết. Và kiểu như là kiểu mình cũng cảm thấy là hơi tiếc nuối, nên là nếu mà được thì mình mong muốn là có thể có thêm nhiều thời gian hơn để mọi người có thể trải qua cùng với nhau ở những cái thử thách nhiều hơn nữa. Vậy nếu mà được tham gia mùa sau đi, nhưng mà không phải là đặc công mà là kiểu như là thủy quân chẳng hạn thì nhưng mà không được đi với dàn cast năm nay thì chị Duyên có tham gia không? Thật ra là nếu mà nghe thì thủy quân á là mình cũng hơi sợ, tại vì mình thấy là tại vì mình theo những cái gì mà mình nghe mọi người nói là hình như là thủy quân sẽ là những cái mà khắc nghiệt nhất và những cái vất vả nhất đúng không? Thì thực bản thân mình cũng rất là muốn để mà mình có thể được thử trải qua chuyện đấy xem như thế nào, nhưng mà bây giờ mình cũng không thể nói trước được việc gì, tại vì công việc của mình thì mình cũng khá là nhiều, nên là nếu mà mình có thể sắp xếp được thì mình cũng muốn được trải qua xem là như thế nào.